Chào cả nhà. Hôm nay là ngày thứ năm, gần 5 giờ của giờ Việt Tân. Bữa nay mình nấu, chiều nay mình nấu cái món giò heo, lẩu giò heo ăn với mì. Đây nè, cái này là mình đã làm tỏi với ớt để hồi mình pha chế nước tương để chấm, tỏi để hồi mình phi. Còn hành cái mì này là mình đã trụng rồi nè. Đây, mình nấu có củ cải đỏ với củ hành trắng, ăn kèm có nấm với lại rau xà lách son. Còn này giò heo nè, mình đã rửa rồi, mình đã trụng sơ rồi, mình đã trộn với lại gia vị có sa tế. Còn tàu hũ này một chút mình cắt ra để bỏ vô trong cái lẩu ăn. Nói chung là mình ăn cái gì nó cũng phải có rau củ quả rồi và nước lèo, mình nhà mình hay ăn như vậy đó. Rồi cả nhà theo mình nấu cho vui nha. Bây giờ mình mở bếp lên để mình phi tỏi. Cho miếng dầu vô. Mình nấu ăn cái gì mình có phi tỏi là thấy thơm hết cả nhà, nó thêm cái phần hấp dẫn của cái món ăn. Mình nấu buổi chiều vậy là con về, hai mẹ con ăn chung.
thì mình cho nước vô, nước sôi đun sôi. Giờ nó sôi mình vớt bọt ra. Không phức thử cái nước lèo vừa ăn.
xíu đường. Nhà mình có đường phèn. Mình cho cà rốt vô luôn các bạn. Nó mềm chưa? Mềm rồi. Giờ mình bỏ củ hành vô các bạn. Rồi, coi như mình xong được ha. Texas, right? Hôm nay nhiều việc cho nên về trễ. Chắc mày yêu. Ủa? Có để cái dĩa hay cái gì không mẹ? Cái dĩa hay gì á? Để thật ra cho nó đỡ. Hôm nay mẹ nấu món gì vậy? Hả? Bữa nay mẹ nấu món gì vậy? Lẩu giò heo ăn với mì. Lẩu giò heo. Các bạn thấy mẹ mình là lúc nào cũng lẩu hết trơn. Gì mà nhiều dữ vậy? Này đựng xương nè. Úi giời ơi. Ủa sao mà tùm lum vậy? Thì này đựng ấy nè. Mẹ cái con cái. Đó. Bữa này đựng xương hả? Ờ đựng xương. Cái món dĩa quá. Một cái đựng xương, con cái ăn. Chén dĩa quá. Bạn ơi.
nay mẹ có mệt không? Hôm nay ngủ hả? Ngủ ngày trễ thì sao? Có mệt hả? Gì đâu mà mệt, năm đưa bớt miếng mì coi. Bữa trưa tụi con lại đi ăn đồ Thái nữa. Sao giờ ăn đồ Thái hoài vậy? Thái đồ Thái thì sao mà người nào cũng đòi ăn. Rồi đi ăn đồ Thái, ăn ở đâu? Thái, Tony Thái đó. Ăn Tony Thái hả? Tony Thái ở đường Bel-Air của Houston, Texas. Giá cả thì phải chăng mà đồ ăn thì ngon mà nó có đủ thứ, có chay, có thịt, có gì đủ thứ cho nên dễ chọn. Nóng dễ chọn lựa. Chan vô được rồi nè. Chan vô mẹ bỏ rau vô. Mắt bị phồng nhưng mà chưa, nó nói cho thuốc sợ chưa, nhỏ đó theo dõi vài tháng nữa chưa tới lúc phải mổ. Chứ thật sự người lớn tuổi nó cũng không thích mổ đâu. Không, mắt mà đâu, mắt này chuyện nhỏ đâu. Thích mổ cần thiết lắm, nó mới đụng chạm quá. Mời cả nhà ăn với hai mẹ con mình nha, quê sao quá giảm bớt nóng. Ăn giò đi. Vừa tắm gái giờ mới về mà bên đây là 7:30, 7:40 rồi tối mới về tắm. Ăn lẩu luôn. Ăn gì đi tới luôn mà cũng có ăn lẩu. Thank you.
ăn vậy nó đủ chất rồi mà các bạn. Nó có rau, có nấm, đồ này nọ. Ngoài cái mình ăn đạm rồi, nó có mấy cái này nó cũng tốt cho cơ thể, tốt cho sức khỏe chứ. Nhà mình đi chợ lúc nào mình cũng có mua nấm, đậu hũ rồi. Cái mình thích ăn cần thiết đó. Mình thích ăn đó. Để bào chế món ăn. Dễ, bào chế món ăn. Các bạn đi làm về có này ăn thấy khỏe. Tàu hũ, móng heo, nấm, carrots, với lại salad son. Ăn với mì. Nước tương thì mẹ pha sẵn. Ngon. Muốn cài nữa. Muốn cài nữa cái ớt ăn cắn. Ừ. Dám. Thank you.
có ra ngoài không? Nháy ra tới đây nữa chứ. Nóng quá phải không? Chúc mừng mùa hè à các bạn. Chán không đi làm nè. Đi ngủ. Con Dương, con Dương cùng mẹ người mẹ không thôi. Con biết mẹ ngủ thôi, con đóng cửa. Bộ mẹ thích thôi mấy giờ luôn hả? Ừ. Mẹ mà vậy đó. Mẹ mà ngủ ngủ sớm một chút là mẹ dậy. Mẹ nhớ mình làm con phim đó, mẹ ngủ đó là con nghi rồi. Con nghi thế nào mẹ cũng dậy rồi. Vô miệng hả? Ngủ vậy làm thức khuya. Thức khuya dậy trễ cũng được đi. Mẹ bảo mà thật sự á, nếu mà ngủ sớm rồi tốt, mình ngủ trước 12 giờ khuya thì một cái tiếng đó nó bằng hai cái tiếng của sau 12 giờ, nó tốt cho sức khỏe hơn. Nhưng mà làm gì mà dễ ngủ được trước 12 giờ? Thứ hai hả? Thì nè ai bị vậy? Hả? Ai bị vậy? Hả? Cả phòng lớp. Cả phòng lớp bị hả? Trời đất ơi, sao vậy? Anh cũng đúng với toàn. Bữa nay tụi con ăn đồ chỗ Tony Thái có cái món mà nhà nó giống như heo quay mà nó làm giống như nó xào với lại ăn chung hay mỗi người như vậy ăn phần kêu vậy rồi tụi con ăn chung giống như gia đình vậy. Rồi nó có con có kêu cái món mà nó giống như thịt heo mà nó ram với lại bell pepper, mấy ớt lạ lạ, rồi củ cải trắng, hành gì đó. Ngon nhỉ. Mà nó cái thịt heo quay nó giòn á, cái da nhai rất rất. Trời ơi, boss còn ăn mê luôn. Ủa, nãy có boss còn ăn hả? Thì dưới có quá hả? Dạ có, lúc này là ổng trong cuộc chơi. Khoái hả? Khoái. Ai kể vậy? Tới bữa này tới bạn kia con mình cả. Cả đưa lại chứ bộ.
Hả? Xây rồng hả? Xây rồng. Giờ chơi xây rồng cho nó tình cảm hơn. Ừ. Đó thật sự nhớ phải chăng các bạn? Bàn đồ ăn. Cỡ 100 mấy. Mốt gì? Mấy người vậy? Cảm ơn. 1, 2, 3, 6 người. Mà còn thu gô nữa. Mà con không lấy. Con nói con biết về ăn với mẹ. Quá trời đồ ăn. Mẹ biết một phần của nó nhiều lắm. Mẹ ấm có thu gô. Ấm. Chiều ấm hả? Khói phát xoài đó. Cứ xào của nó đó. Ông mới ăn lần thứ nhất hả cả? Không, tụi con ăn nó mấy lần rồi. Boss con không ăn nó cũng hai lần. Chứ không ăn thịt bò. Bò gì mà có kiểu mà nó trộn salad gì đó. Ông nói thôi lần đầu ông mới ăn cái heo quay đó, ông khoái quá. Dạ hả? Nào còn nhăn nhó không? Dạ cũng đau nè. Nó bắt đi trị liệu tới mấy tháng rồi. Nặng á. Con nói sao mà nặng dữ vậy? Thì thâm xuống đó. Lấy gì đó thì đứng lên giống như nó bị trật. Nó không những vậy, đi khi cái tấm nệm lên lầu mình không kìa. Vợ đâu? Ông phụ kia. Đi làm hay gì? Cố, cố quá. Mày nhớ nào? Dạ, đây rồi. Mở lửa cho con nghe. Hôm nay là thứ 5 ở bên Mỹ rồi các bạn. Hôm mai là thứ 6. Tuần này công việc của mình quá là nhiều. Còn mày nhớ con? Dạ, đủ. Ngày mai mới tới hả? Em có mẹ, em mà không tưởng bữa nay.
Mình ăn cái đây cũng xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. See you. Bye. Chúc cả nhà đều khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình nha các bạn. Bye.